Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên vào lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha các bạn ơi. Thì trong tập ngày hôm nay mình có mời thêm một người bạn của mình nữa vào map này chơi cho vui nha anh em ơi. Đó, chúng ta có thể thách đấu với nhau được rồi nè, rất là hấp dẫn luôn. Anh bạn này thì mới vào thôi nên chỉ có 0.1% Pokédex thôi các bạn ơi. Và rất là lâu rồi thì mình mới quay trở lại với Bitsimon đó. Thì hiện tại Bitsimon nó đã được cập nhật lên phiên bản 7.3.1 rồi nha các bạn ơi. Nó có rất là nhiều điều thú vị luôn. Đó, và có cả Z-Gate 100% nữa đó. Đây chính là phiên bản Bitsimon 7.3.1 nha các bạn ơi. Ngoài ra nó cũng có thêm cái Pixel Extra phiên bản mới luôn nè, 2.5.7 nữa đó các bạn ơi. Đó, rất là xịn sò luôn nha. Đây, 7.3.1 nó có rất là nhiều cập nhật mới luôn đó các bạn ơi, rất là hay luôn. Ôi, thanh niên này đứng đây đào cỏ cái gì đó hả? Đi vô đây nè. Chắc mình sẽ tiến hành đi cho thanh niên này một vài cái nguyên liệu để mà sinh tồn đi các bạn ạ. Chính xác là để đi xây nhà rồi thôi. Đó, ở đây chắc mình sẽ cho một stack kim cương đi ha. Đây, kim cương đấy các bạn ơi. Đâu rồi, đi qua đây nè. Trời đất ơi, nhìn nó nút vải chưởng à. Ở đây mình có một cái XP on. Đó, mình đã cho thanh niên này luôn rồi. Wow, cho miếng gỗ luôn nè, lấy đi. À, sẵn tiền mình sẽ cho luôn cái giường nha các bạn ơi. Đó, nói chung đồ ở nhà mình rất là nhiều luôn, mình cứ cho thoải mái thôi. Rồi, thanh niên này đang nghiên cứu để mà xây nhà đó các bạn ơi. Để mình tiến hành đi fillow một xíu quanh đây cái đã. Hiện tại mình đã đạt được 786 Pokemon rồi đó. Wow, chỉ còn 23 em nữa thôi là mình sẽ full thôi các bạn à. Rất là xịn sò luôn nha. Thanh niên này tính làm cái gì đây ta? Trời ơi, bị lắc kìa các bạn ơi. Wow, thanh niên này đang tính dự định đào đất ra để mà xây nhà đây nè. À, và có một cập nhật rất là mới luôn, đó chính là giao diện của Pokédex nha các bạn. Đây, giao diện Sun and Moon, XE nè, Black White, Diamond and Pearl. Cái này là về Dianga cũng như là Palkia đó các bạn à. Và tiếp theo là Ruby và Sapphire. Wow, Gold Silver. Và còn hai cái nữa đó chính là Red Blue và Normal nha các bạn. Đó, giao diện bình thường thì nó màu đỏ thôi. Rất là hay luôn. Bên đây có một em boss Manetric nè. Mình sẽ tiến hành thách đấu cái em này luôn nha các bạn ơi. À, tiêu diệt em luôn. Wow, boss Mega đó các bạn ơi. Thường thường á thì những cái em boss Mega Rare như thế này á thì sẽ có cơ hội rớt Master Ball khá là cao luôn các bạn ơi. Cao hơn cả những em boss Mega Legendary luôn đó. Rồi, để mình sẽ dùng chiều Earth Powder này quá ha. Wow, em Manetric này mang hệ điện mà. Earth Power Manacon. Ui, nó làm mình tê liệt kìa các bạn ơi. Wow, nửa cây máu của nó rồi nè. Tiếp một phát nữa đi. Earth Power. Ui, nó đánh mình cũng đau vải chưởng luôn đó. Wow, ngẫm cứu tỏi nó luôn rồi. Ui, có một cái Wormhole nè, để mình tắt thông báo của nó đi cái đã. Đó, nó lanh canh đao liền. Ui, cái gì vậy? Ôi, thanh niên Silver các bạn à. Rồi, để mình sẽ thử thách đấu thanh niên này thử coi nha. Ủa, sao mình thách đấu không được nè? Player EPC, người chơi đang bận. Ủa, rồi, thách đấu được rồi các bạn ơi. Mình sẽ bấm Accept nha. Đối phương có quyền từ chối luôn đó các bạn à. Rồi, thanh niên từ chối rồi. Wow, tự nhiên cái con Celestia này nó chui ra làm gì? Để tới thanh niên này nó sợ luôn rồi. Trời đất ơi. Ê da, xài cái gì tùm lum ở đây vậy? Chỗ này là chỗ để tôi breeding Pokemon mà. Wow, đây các bạn ơi, mình sẽ hướng dẫn thanh niên này cái vị trí để mà xây nhà nha. Đó, chứ những cái chỗ này là không có xây được rồi. Wow, để sẵn tiện thì mình sẽ đi kiểm tra luôn. Đó, cái máy này nha các bạn ơi. Thì những cái máy train machine này á, phải chi mình mời bạn mình sớm hơn thì những cái train machine này á, mình sẽ không tự train cho mình nữa rồi. Nói chung thì quá muộn rồi các bạn ơi. Trời đất ơi, thanh niên này tính làm cái gì đây? Bên đây có một trainer cấp 1 rồi các bạn ơi. Để mình sẽ kêu thanh niên Super kia chạy qua đây để mà thách đấu nha. Wow, coi hớn hở chạy kìa. Hấp dẫn nha. Rồi, thách đấu đi nào. Để tôi coi thử nè. Đó, mình có thể xem được trận đấu luôn nha các bạn ơi. Bấm Y là xem được thôi. Rồi, đây là trận đấu giữa Golett và Cyndaquil cấp 5. Rồi xong. Em Cyndaquil cấp 5 bị em Golett cấp 1 hành như con luôn. Thôi xong rồi. Rồi ngẫm củ tỏi luôn. Trời đất ơi. Đúng là thanh niên núp mà. Rồi, ở đây mình sẽ tiến hành bộ cái heal cho Pokemon của mình nha các bạn ơi.
Đó. Ngon lành cành đào. Wow. Ui, thanh niên super cũng chạy vào đây để mà bố cái hiêu luôn nè các bạn ơi. Trời ơi, bị nó hành cho ra bả luôn. Gặp trên là cấp 1 mà còn thua nữa. Ui, hấp dẫn nha. Để bây giờ mình coi thử thời gian là mấy giờ rồi. Đây là thời điểm sắp tới buổi sáng sớm nè các bạn ơi. Đó. Wow, bữa đây lại một trainer cấp 2 nữa nè. Mình sẽ kêu thanh niên kia chạy qua đây và thách đấu tiếp nè. Ui, đi qua đây nè. Đi lộn đường rồi. Qua đây, qua đây, qua đây. Đây các bạn ơi, vẫn là trận chiến giữa các trainer cấp thấp thôi bạn ơi. Đây là trận đấu giữa MB Bomb và Cinderwheel nha các bạn. Wow, em MB Bomb mới cấp 3 thôi. Rồi xong. Lại hành em Cinderwheel ra bả luôn. Trời đất ơi. Lại luôn đó các bạn ơi. Rồi ngậm củ tỏi luôn rồi. Chị mà sao rồi thách đấu tôi được hả? Rồi bên đây có một ông trainer cấp 74 nữa các bạn ơi. Cũng như là một trainer cấp 2. Trời ơi, thôi để cho thanh niên kia về hồi máu cho một cái mon đi. Chạy ra mất công lại chạy về nữa thì khổ. Đây, mình sẽ thách đấu với trainer cấp 74 này nha các bạn ơi. Wow, nó cấu máu Charizard của mình đau quá. Charizard này mình định cho đeo đá y đó các bạn à. Đó. Nó mới cấp 45 thôi. Rồi, để mình dùng hit train để mà dứt nó luôn nha. Ui, chiêu hệ đất không có tác dụng rồi. Chắc mình sẽ xài chiêu hệ lửa nha. Đây là Magma Storm này các bạn ơi. Ồ. Oh. Wow, hiệu ứng skill siêu đẹp luôn các bạn ơi. Quá đã luôn nè. Đây, Poliwhirl. Trời đất ơi, mấy em này mình sẽ hành hết. Đây nè, Poliwhirl. Ây da, sao nó trâu dữ vậy. Là Iron Head nè. Ngẫm cứu tỏ luôn rồi. Big Ghetto. Lại là câu này nữa các bạn ơi. Đây, tính chạy đi đâu. Tiếp tục. Wow, có vẻ như là mình xài không được rồi bạn ơi. Iron Head phát nữa đi. Ôi, vẫn chưa chết em Big Ghetto này luôn. Cho một phát nữa nha các bạn ơi. Ngẫm cứu tỏ chưa. Đây, ngẫm cứu tỏ luôn rồi nè. Quá xịn sò nha. Ôi, mình nghe tiếng thanh niên super kêu cứu các bạn ơi. Đây nè. Trời ơi, cái con Four Pro nó hành cái thanh niên đó vãi chưởng luôn. Để mình sẽ tiến hành trả thù cho Super nha các bạn ơi. Đây, Four Pro với tôi nè. Ui, cấu của nó ít quá các bạn ơi. Tại vì Charizard của mình cấp nó cũng 45 thôi. Đó, nó ngang ngang thôi à. Ngẫm cứu tỏi rồi. Trời ơi, tao nói nó khổ gì đâu á. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn khám phá một vài cái tính năng mới của cái bản cập nhật 7.3.1 này nha các bạn ơi. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái cây kéo trước đã. Wow, chúng ta đã có thể cắt lông cừu được nha các bạn ơi. Nhưng mà chỉ cắt được lông cừu của Marip mà mình đã thu phục được thôi. Chứ Marip hoang dã thì mình không thể cắt được nha các bạn ơi. Ở đây thì mình đã có được mấy con Marip rồi nè. Để mình lấy ra mình sẽ cắt lông cho các bạn coi nha. Rất là hấp dẫn luôn. Đây, mình có một em Marip thường nữa các bạn ơi. Đây nè các bạn ơi, mã rip thường của mình nè. Và một con mã rip shiny nữa mà. Mình nhớ tập nào đó mình đã có bắt rồi nè. Đây, mã rip hồng shiny đó các bạn. Quá hấp dẫn luôn. Thì mình sẽ cắt lông cái em mã rip hồng này nha. Trời đất ơi, xong luôn rồi. Qua nó cho mình 7 cái lông luôn. Và đây là một con mã rip trần trụi đó các bạn ơi. Trời ơi, nó đâu có còn là cái con mã rip shiny nữa đâu. Trời ơi, chắc mình phải để một thời gian cho nó mọc lông lên mới được đó các bạn. Wow, khổ em nó vãi chưởng à. Rồi mình sẽ cất em nó vô đây nha. Hy vọng là sau khổ một thời gian nào đó thì nó sẽ mọc lông lại nha các bạn ơi. Trời ơi, tội nghiệp con nhỏ vậy. Tự nhiên đem cắt lông nhà người ta à. Sẵn tiện thì mình sẽ tiến hành đi nhuộm lông cho ma creep luôn nha các bạn ơi. Rất là hay luôn. Đó, cái bản cập nhật này á, chúng ta có thể cắt được lông của ma creep nè. Có thể nhuộm lông màu khác cho nó được nữa đó. Thì các bạn có thể nhuộm tất cả các màu cho ma grip luôn nha các bạn ơi. Đó. À, ở đây có mấy cái bông hoa hồng nè. Mình sẽ tiến hành tạo cái màu đỏ trước nha. Đó. Màu hoa hồng đỏ đó các bạn ơi. Wow, hấp dẫn. Để mình đi kiếm thanh niên super coi nào. Đó. Wow, thanh niên nó đang làm cái gì ở ngoài đây vậy? Trời ơi, đang chặt gỗ đó các bạn ơi. Wow, hấp dẫn. Đây nè các bạn. Wow, nhuộm cái màu hoa hồng đỏ nó thành cái màu cam nâu là sao ta? Không hiểu chứ lắm. Ủa sao nó ra màu kỳ vậy? Trời đất ơi. Coi nè. Ui, đây, em Marip cam nâu. Marip hoa hồng đỏ đó các bạn ơi, mình đùa tí thôi. Ôi, trên đây nó còn có mấy cái bông hoa màu vàng nữa nè.
Ôi, mình sẽ nhuộm màu vàng cho ma rip nha. Màu vàng thì sẽ đẹp lắm đó. Rồi mình sẽ tạo luôn cái màu vàng nè. Đó, ngon lành canh đào chưa. Rồi em ma rip nè. Trời ơi, nhuộm lại màu vàng. Ui, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ôi, và khi nhuộm hả, chúng ta không có bị mất màu các bạn à. Ui, cũng hay vải trưởng ha. Để mình đi kiếm một vài cái màu khác đã. Ở đây mình đã có màu cam rồi các bạn ơi. Nhuộm em ma rip này thành màu cam luôn nha. Ui, màu cam này nhìn nó đẹp hơn nè các bạn ơi. Wow, nhìn nó tươi vải trưởng luôn á. Ui, siêu đẹp luôn. Rồi, thanh niên kia chạy tới coi nè. Để mình sẽ cho thanh niên super này mấy cái cọng lông cừu nha các bạn ơi. Wow, cái con này nó trơn tru y chang cái con hồi nãy luôn. Hết gì để nói luôn rồi nè. Trời ơi. Ui, sao nó để lại một cái cục gì đó nè. Wow, ở đây có một em Raticate Alola đó các bạn. Wow, có một ông shopkeeper nè các bạn ơi. Để mình coi thử ông bán cái gì nha. Ui, em bán Thunderstone. Thunderstone thì mình không có cần đâu. À, sáng tiên thì mình sẽ lấy mấy cái viên ngọc mà mình đã câu được từ những tập trước ra bán thử coi nó được bao nhiêu tiền nha. Ui, nhìn cái giá kìa. Viên ngọc lớn thì được 1000, viên ngọc nhỏ được 500 thôi. Trời đất ơi, vậy mà tôi tưởng nhiều lắm cơ. Thôi, để mình đi qua mình dứt cái em boss Sentret ở phía này cái đã. Wow, thiên kia vẫn chăm chú xây nhà dữ ta. Đây, Sentret nè các bạn ơi. Dứt nó luôn nha. Đây, Sentret cấp 94. Một hit ngẫm cứu tỏi luôn, quá đã. Nãy giờ mình đang cố đuổi theo cái em Wishiwashi này nè các bạn ơi. Trời ơi, ta nói nó bơi nhanh gì đâu đó. Dứt mày luôn nè. Wow, và đây chính là cái dạng đi học của Wishiwashi nha các bạn ơi. Đó, nó to kinh khủng luôn. Đây, đây chính là đầu gấu ở trường nè. Mình sẽ bắt nó luôn bằng Whitbon nha. Đó, ngon lành. Wishiwashi này thì mình đã có rồi. Nhưng mà mình phải bắt cái con của cái phiên bản mới thì nó mới biến thành cái dạng Schooling này được nha các bạn ơi. Đây, còn có khá là nhiều con Wishiwashi khác ở quanh đây luôn nè. Em này thì xuất hiện rất là phổ biến luôn. Ồ, ngon chưa, ngon chưa. Để mình ngồi lên cái đã. Xém xíu là ngợp thở rồi nè. Ngồi lên. Ok. Wishiwashi, để mình tắt cái game chat của nó đi. Bắt một con là được rồi. Hình như mình còn có một con Wishiwashi Shiny nữa thì phải. Con Wishiwashi Shiny thì mình đã có được từ phiên bản trước rồi nha các bạn ơi. Đó, có hẳn hai con luôn. Một thường và một Shiny. Đó, còn đây là Wishiwashi của phiên bản 7.3.1 nha. Ủa, nó bị lắc đó các bạn ơi. Đó, bình thường thì nó sẽ thành cái dạng nhỏ nhỏ như thế này thôi. Và để biến thành cái dạng đi học bự như thế đó, các bạn sẽ cần phải đảm bảo là máu của Wishiwashi phải trên 25% nha. Nếu mà dưới 25% thì nó sẽ biến thành cái dạng Wishiwashi nhỏ thôi. Đây, đó, thấy bự chưa các bạn? Đó, dạng Schooling đó. Wishiwashi đi học. Trời ơi, nhìn nó xấu kinh khủng luôn. Đúng là đầu gấu khi ở trường nè. Về nhà thì ngon hiền lắm. Ở trường thì rất là đầu gấu luôn đó. Trời ơi, coi cái con Buffalan nó đánh mình kìa. Wow, đánh đào vải trưởng. Mình có nên để Buffalan cấu máu mình không ta? Để mình đổi qua Wishiwashi Shiny đi các bạn ơi. Tại vì em Wishiwashi Shiny này á, mình bắt ở phiên bản cũ. Wow, nó có chút xíu à. Cái em này á, thì mình bắt ở phiên bản cũ nên nó không có biến thành cái dạng đi học được các bạn ơi. Đó, nếu mà các bạn bắt ở phiên bản mới thì nó mới biến thành cái dạng to như vậy được thôi nha. Cái em Wishiwashi thường này cũng phiên bản cũ nè. Trời ơi, tao nói nó nhỏ xíu luôn. Đây, còn đây là dạng 7.3.1 đó các bạn ơi. Đó, dạng đi học. Chúng ta có thể đổi form được rồi đó. Nó to thì thôi rồi luôn đó các bạn ơi. Ngon lành ta. Đó, cho các bạn coi thử cái dạng như vậy thôi. End battle phết các bạn à. Chứ không là nó đánh em Wishiwashi của mình chết đó. Ồ, end battle mà nó đang bị lắc nữa hả? Kinh khủng. Ôi, ở đây có một em đứt lịch nè các bạn ơi. Đây là con vịt nha. Đó, nó tiến hóa lên Swanna đó các bạn. Cho em Wishiwashi Schooling ra trận nào. Đó, chúng ta sẽ cùng nhìn rõ hơn cái em Wishiwashi này nha. Ôi, mình cảm thấy nó như là một cái xác cá vậy ha. Và mấy con cá này nó đu theo nó vậy đó. Ui, rất là hay luôn đó các bạn ơi. Nhìn cái vây của nó nè. Ồ, và cái đuôi nữa. Như là mấy con cá nó đu theo vậy đó. Ui, rất là đẹp luôn. Hấp dẫn, hấp dẫn. Rồi, đó chính là hình dạng Wishiwashi nha các bạn ơi. Thì để tiếp tục nhiệm vụ của tập ngày hôm trước, mình sẽ tiến hành đi câu thêm 3 cái Blue Shark nữa nha các bạn ơi. Đó, thêm 3 cái nữa thôi là chúng ta sẽ được Primal Kyogre rồi các bạn à. Rất là đã luôn nha.
Ui, câu phát đầu tiên mà đã được một cái blue shark rồi nè. Đây là chính là cái blue shark thứ 8 của mình luôn đó các bạn à. Rất là đã luôn. Để mình câu thử mấy cái nữa coi, có hơn được nữa không nè. Ui, ta nói nó đã thì thôi rồi luôn. Wow, hiện tại là trời đang rất là tối luôn rồi đó. 12 phút nữa sẽ xuất hiện em Legendary. Trời đất ơi, câu lên cái con ba boss, dứt mày luôn nè, tiễn mày xuống biển luôn. Rồi, cố gắng câu nữa thôi bạn ơi. Câu tiếp coi được gì nào. Clambert, con ngọc trai. Wow, nó cho mình khá là nhiều nguyên vật liệu để mà làm đèn biển đó. Ngon chưa, ngon chưa. Cái này sao lâu quá vậy ta. Coi lần này được cái gì nào. Wow, và lần này chúng ta lại được thêm một mảnh blue shark nữa rồi. 9 mảnh rồi đó các bạn ơi. Chỉ cần một mảnh nữa thôi là chúng ta sẽ có được Kyogre nguyên thủy rồi đó. Wow, hiện tại thì thời gian đang là 20.700 mấy rồi đó. Ui, có em Finneon nè. Câu lên ẻm luôn, căng thẳng chưa. Câu tiếp coi thử được cái gì nào các bạn ơi. Ngon lành. Trời ơi. Ồ, lần này chúng ta được một cái con cua nè, Kindler. Con này thì không ngon lành gì rồi. Hiện tại mình đang ở vùng trứng rồi nha các bạn ơi. Và bạn của mình thì đang ở nhà. Đó, nên cái tỷ lệ xuất hiện Legendary nó sẽ phân chia ra như vậy nha. Và chỉ còn một phút nữa thôi thì một em Legendary nào đó sẽ xuất hiện. Để coi là có gì nào. Trời ơi, tỷ lệ Thunderous sao nó cao quá vậy. Ui, và nó xuất hiện thiệt luôn các bạn ơi. Thunderous, và nó xuất hiện ở nhà. Trời ơi, ta nói nó xui gì đâu đó. Thôi đi câu tiếp thôi bạn ơi. Lần này thì mình có kéo cái thanh niên Subo này đi câu với mình luôn. Trời ơi, hai thanh niên trên một chiếc thuyền nè, cùng câu blue shark nha các bạn. Chỉ ngồi câu thôi nha, chứ không có làm cái gì đâu đó. Trời ơi, sao cái dây câu nó cứ giật như vậy vậy. Cái gì mà ghê quá vậy. Ui, sao mình câu lâu quá vậy ta. Wow, một dấu chấm than. Được con Flordix nè các bạn ơi. Con này là Pokemon hình trái tim. Ui, mình học được Double S cho Celestia nè. Chắc mình hủy luôn đi. Celestia chiêu như vậy là được rồi đó các bạn à. Wow, thanh niên Super này quăng cần câu nó vẫn rung rung như vậy các bạn ơi. Tao nó xịn gì đâu đó. Rồi, để mình coi thử mình được cái gì nào. Ui, vẫn rung. Wow, mình được một cuốn sách Enchant nè. Cái này là Fortune cấp độ 3 luôn. Wow, cực ngon luôn nha. Rồi, thì bây giờ mình vẫn đang tiếp tục ở jungle nữa nè các bạn ơi. Ôi ôi, Tapu Koko xuất hiện nữa rồi nè. Xui gì đâu đó. Ôi ơi, đây là thời điểm xuất hiện của Tapu Koko cũng như là Tapu Bulu nha các bạn ơi. Nhưng mà phần thắng đã thuộc về Tapu Koko rồi. Ây da, cái em chim này dám cản đường của tôi nè. Con Tapu Koko này thì mình đã có rồi. Chắc mình sẽ cho thanh niên Subo kia thu phục quá. Để coi, tập hứng núp từ những cái đầu các bạn ơi. Cho thu phục thần bảo hộ luôn nha. Đây rồi, quăng bóng đi. Quăng bóng đi nào. Trời ơi, quăng như vậy thì chết. Đây, đúng rồi nè các bạn ơi. Để coi lần này như thế nào nha. Wow, không được các bạn ơi. Con Tapu Koko này nó khá là khó thu phục luôn đó. Để mình coi thử quăng mấy phát nữa thì nó ra sao nha. Vẫn chưa được là chưa được. Ui, cái Tapu Koko này nhìn nó cũng khá là to to một xíu đó ha. Wow, chưa được luôn các bạn ơi. Tốn khá là nhiều bon đó. Mình thì đã cho thanh niên này một stack Ultra Ball cũng như là một stack Pokeball nha. Đó, khi dùng hết thì thanh niên này phải tiến hành đi chế tạo cũng như là đi mua đó các bạn ơi. Đó, cho game nó công bằng một xíu nè. Wow, bắt nãy giờ vẫn chưa được nó luôn. Tại giờ nó trốn ở đây nữa các bạn ơi. Ui, vẫn chưa được kìa. Để mình coi thử nào. Wow, thanh niên này nãy giờ vẫn rất là kiên trì luôn. Ui, được rồi kìa các bạn ơi. Wow. Và Pokemon thứ hai của thanh niên Super này là một thần bảo hộ đó các bạn ơi. Không thể tin được. Trời ơi, ta nói nó bút gì đâu đó. Wow, kinh khủng quá ta. Mình cũng có cái con Tapu Koko các bạn ơi. Để mình cùng lấy Tapu Koko của mình ra so sánh thử nè. À, Koko của tôi đó rồi. Đây các bạn ơi, Koko của mình đây rồi nè. Hấp dẫn nha. Cái con của mình thì nó bị trừ speed, kích thước là nguyên mẫu đó bạn. À da,
Thanh niên thách đấu với tôi hả? Thách đấu cho đã rồi chạy. Trời đất ơi. Wow, hai cái con này kích thước đều nguyên mẫu hết các bạn ơi. Ui, dưới đây có một ông NPC gì rất là lạ nè. Ui, đây là Officerman nè. Đây là một trong những NPC mới đó các bạn ơi. Wow. Và muốn trao đổi với ông này á, chúng ta phải cần đem những cái Orod, nó những cái con câu cũ ra để mà ổng phù phép hay là trang bị gì đó nha. Chứ mình đang cầm Super Rod thì coi như là không được rồi đó. Để tôi cất Coco vô đã, lấy Azil ra nè. Đang luyện cấp cho Azil mà, cho lên cái 100 nhanh nhất có thể nha các bạn. Ui, Officerman, hấp dẫn hấp dẫn. Đây, NPC mới đó các bạn ơi. Nhìn lạ ha. Wow, thôi bây giờ mình sẽ tiến hành đi ngủ cái coi. Trời đất ơi, trời nó cũng rất là tối lắm rồi nè. Ngủ dậy cho chắc. Ủa, mình đã chuyển địa điểm qua cái vùng Root Forest rồi nha các bạn ơi. Nãy giờ thì thanh niên Super đang mải mê chặt gỗ. Trời, ta nói chặt cái chỗ này nó trống trơn luôn đó các bạn à. Và còn một phút nữa thôi, cơ hội xuất hiện của UC sẽ là 80%. Mình hy vọng đó không. Trời ơi, nó là Sonic các bạn ơi. Vẫn là con này. Lạy luôn á. Trời ơi, xuất hiện gì mà xuất hiện ba vậy. Trời ơi. Đem Sonic nè các bạn ơi. Để mình sẽ cùng đi coi thử coi kích thước nó có ngon lành cành đào gì không nha. Sẵn tiện chúng ta leo lên coi thử nè. Sonic, nó đây nè các bạn ơi. Ôi, hình như kích thước nó cũng được được đó. Để mình kêu Super qua thu phục luôn nè. Đây, để chính là Sonic đó. Để trình Dory đó. Quả đầu tiên. Ui, chưa được rồi. Để mình coi thử thanh niên này qua sẽ quăng bao nhiêu quả nha các bạn. Đây, quả Ultra Ball thứ hai. Ơ, chỉ hai quả bóng thôi mà thanh niên này đã thu phục được em Sonic luôn rồi. Ui, ta nói nó đỏ gì đâu đó các bạn ơi. Wow, thanh niên này đang đứng đây chế tạo cái gì đây hả? Mình sẽ phá phát thanh niên một xíu các bạn ơi. Trời ơi. Đây, hiện tại mình đang ngồi tại cái vùng jungle nha, gần những cái hồ nước. Trời trời, nó nóng quá, đi ra đây tắm cho nó mát anh em ơi. Wow, hấp dẫn ta. Thanh niên Super đâu rồi? Chạy tới đây coi. Trời ơi, thanh niên Super đi đâu mất tiêu rồi? Đức nó chế tạo cái gì rồi đó các bạn ơi. Thôi để bây giờ mình sẽ tiến hành chest spawn thử. Wow, một phút nữa. Cơ hội xuất hiện sẽ là 50-50. 50 là Blue và 50 là Coco nha các bạn ơi. Mình đang tiến hành chờ thanh niên Super đó chạy tới nè. Đâu rồi ta? Đâu rồi, đâu rồi? Ui ơi da. Cái gì vậy? Giật cái mình nè. Ôi, có em chích cáp dưới đây nè các bạn ơi. Ui, cái chỗ này thì nó cũng không có quá sâu đâu các bạn ơi. Nó chỉ mới có 3 ô thôi. Ui, và em Tabubulu đã chịu xuất hiện rồi nè các bạn ơi. Đây chính là em thần bảo hộ thứ 3 của mình nha. Wow, lần này thì mình sẽ bắt. Mình sẽ không có nhường cho thanh niên Super kia nữa đâu. Mình sẽ đặt cái PC ra trước đã. Rồi chúng ta sẽ tiến hành cất Azil vô và lấy Caesar ra thôi các bạn ơi. Đây, đây rồi. Đó, cuối cùng thì nó cũng chịu xuất hiện một cái em mới rồi các bạn ơi. Đó, em này thì mình chưa có nha. Wow, và đây sẽ là em thứ 3 trong bộ ba thằng bảo hộ của mình. Quả đầu tiên luôn là Whipball nha các bạn ơi. À, và có một điều nữa là khi các bạn chơi chung Bismarck với bạn bè thì mỗi lần thu phục hoặc là đánh Pokemon á thì nó sẽ bị rung lắc cái góc nhìn đó các bạn ơi. Đó, còn chơi đơn thì nó sẽ không bị nha. Đó, như các bạn nhìn thấy nè, cái góc nhìn của mình nó tự rung lắc luôn đó, để cho đối phương á có thể mà quan sát mình được đó nha. Rồi, ôi cái em Bulu này hút máu được các bạn ơi. Chết rồi, mình sẽ tiến hành dùng luôn cái quả Safari Ball trước nha. Dùng thử vài quả coi. Ui, quả đầu tiên đã không được rồi. Thôi kệ anh em ơi, cố lên nào. Xài 3 quả đi, rồi chúng ta sẽ chuyển qua Samuon vậy. Quả Safari Ball thứ hai. Ui, không được. Ui, và nó hút máu mình lên kìa. Kinh khủng chưa. Và có một vài bạn á hỏi mình tại sao mình không có dùng Master Ball để mà thu phục Legendary hoặc là thu phục những cái Pokemon hiếm, Pokemon mạnh á. Thì tại vì á, khi mà dùng Master Ball thì game nó trở nên quá là đơn giản các bạn ơi. Đó, chỉ bằng một phát và có luôn rồi. Thì chơi vậy đối với mình nó không có còn ý nghĩa nữa.
Khi nào mà mình cảm thấy nó khó quá thì mình mới quăng Master Ball thôi nha các bạn ơi. Chủ yếu còn lại thì mình sẽ dùng những cái quả Ball khác thôi. Rồi ôi em này, quả Tamer Ball thứ hai nha. Ui có vẻ như là nó đã không có còn hút máu mình nữa được rồi các bạn ơi. Đó, nó đang vẫn giữ là một máu đó. Quả thứ ba nè, cho mày chết nha. Tamer Ball thứ ba. Ui không được rồi, em Bulu này cơ bộ rất là khó nhằn đấy các bạn ơi. Wow, hấp dẫn hen. Ây da, thanh niên Super này chạy qua đây nghĩ kế tôi hay gì vậy? Ui, chặt cây hay là chặt cái gì đó các bạn ơi. Sợ thanh niên đó vậy. Chưa gì đã có được hai em Legendary rồi đó. Ui, trời ơi, mình tưởng lại được các bạn ơi. Tại thấy cái Tamer nó rung lắc hơi lâu. Cho mày một quả Tamer nữa nè. Ui, và lần này chứ được các bạn ơi. Nó bẫy mình không à. Trời ơi, thêm quả nữa đi. Nãy giờ mấy cái quả bon này nó toàn dụ mình không. Thêm quả nữa các bạn ơi. Chưa được luôn. Wow, nó rung rất là lâu luôn các bạn ơi. Thường thường thì nó rung 3 cái á, là chúng ta sẽ thu phục được đó. Nhưng mà lần này nó bị cái gì thì cũng không biết nữa. Đây, Tamer Ball. Yes. Và chúng ta cuối cùng cũng đã có được em Tamer Ball rồi nha các bạn ơi. Trời ơi, thu phục nó mà trời nó tối luôn rồi đó. Kinh khủng chưa. Rồi bây giờ chắc chúng ta sẽ đi tiến hành đi trở về nhà thôi các bạn à. Còn 25 phút nữa thì sẽ có Legendary xuất hiện nữa nha. Giờ thì mình sẽ tiến hành câu cái Blue Set thứ 10 để hoàn thành luôn cái Blue Orc luôn nha các bạn ơi. Đó, mình với thanh niên Super này sẽ tiến hành thi cơi ai sẽ là người câu cái Blue Set này trước nha các bạn ơi. Trời ơi, sell lot với tôi nè, ngẫm củ tỏi hết. Mấy con đó mình đã có hết rồi nè. Rồi, để mình coi thử nào. Và đây rồi các bạn ơi, mình là người chiến thắng nha. Đây, mình đã có được 10 cái Blue Set rồi đó. Chúng ta có thể tạo được Blue Orc rồi nè. Đó. Trời ơi, để coi anh niên này câu được cái gì nè. Thôi đi các bạn ơi, đủ rồi nè. Chúng ta sẽ tiến hành đi trở về nhà thôi. Ngon lành rồi đó. Ây da, chặt cái thuyền đi. Bây giờ thì chấm dứt chuỗi ngày đi câu tại đây thôi các bạn à. Trời ơi, quá là mệt mỏi rồi. Đi về nhà ngủ một giấc cái đã. Ngủ một giấc các bạn ơi. Làm một giấc cho trời sáng cái đã. Rồi chúng ta sẽ chuyển Kyger về dạng nguyên thể nha các bạn ơi. Quá ngon lành luôn rồi. Đâu rồi, thanh niên Super kia chạy đi đâu rồi? Mình sẽ tiến hành tạo một cái Blue Orc cho anh niên đó cùng chim ngưỡng nha các bạn ơi. Đây, đủ 10 cái Blue Set rồi nè. Tới đây nào, tới đây coi mình làm cái Blue Orc nào. Đây. Làm luôn cái Blue Orc tại đây nha các bạn ơi. Trước tiên chắc mình sẽ cất mấy cái em Pokemon lại cái đã. Đây nè, đó. Wow, mình đã chuẩn bị hết tất cả rồi các bạn ơi. Ui, bên này có một em Fur Brown nè. Để mình chạy ra coi thử thanh niên Super này sẽ tiến hành làm gì nha các bạn ơi. Ui, nó bị Zizagon thách đấu rồi nè. Rồi, tới đây nào. Đấu con Fur Brown tôi coi thử coi. Trời ơi, cho Tabu Coco ra trước rồi. Mình có nên theo dõi cái trận đấu này không ta? Chúng ta cùng đợi một chút rồi theo dõi luôn nha các bạn ơi. Sao nó lâu quá vậy ta? Hai bên đang khá là im lặng. Ui, chết quê em Tabu Coco rồi. Trời ơi. Và lần này Sonic đã được tung ra trận. Coi thử Sonic có làm được trò gì không nha. Ui, đánh cũng ghê đó đó. Để mình tiến hành quan sát trận đấu luôn nha các bạn ơi. Cho nó hấp dẫn. Đây. Wow, hấp dẫn nhen. Aurora Beam. Wow, ngon vậy ta. Cục. Ui, dùng Aurora Beam liên tục luôn các bạn ơi. Tại vì cái chiêu này nó cũng khá là có lợi mà. Wow, nó có máu cũng rất là thấm luôn đó các bạn ơi. Rồi, trận này có vẻ như là Sonic đã giành được chiến thắng rồi các bạn ơi. Ngon lành canh đào chưa. Tới đây, coi tôi tạo cái Blue Orc nè. Trời ơi, coi nè. Mảnh đầu tiên. Và nó đã bị lõm một miếng ở phía dưới rồi nè các bạn ơi. Mình sẽ tiến hành lắp luôn những cái mảnh còn lại để mà tạo cái Blue Orc cho nhanh luôn nha các bạn ơi. Và nó đã hiện lên cái chữ Alpha rồi kìa. Còn cái Red Orc thì nó có cái chữ Omega đó các bạn.
Đây, hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa? Đây chính là Blue Orc nha, nó phát sáng y chang Red Orc luôn. Ồ, và đây rồi, mình sẽ tiến hành đeo luôn cho Kyogre nha các bạn. Wow, ngon lành canh đeo. Đây, Kyogre của tôi nè, siêu to khổng lồ. Mình sẽ cho nó về dạng nguyên thủy luôn nha các bạn ơi. Ui, mình rất là hống cái dạng này của nó luôn đó. Nhìn rất là đã luôn. Wow, nhìn kia, quá xịn luôn các bạn ơi. Ui, và cái em Kyogre này nó hơi bự quá thì phải. Nó to kinh khủng luôn đó các bạn ơi. Ồ, trời ơi, hấp dẫn còn gì bằng nữa. Để mình quan sát thử cái em Kyogre này một xíu nha các bạn ơi. Wow, nhìn nó đẹp thiệt sự luôn đó. Thách đấu với lại thanh niên Super này luôn. Trời ơi, thanh niên phát hiện ra rồi các bạn ơi. Chạy kìa, trời ơi, chơi mà chạy. Chạy với tôi hả? Accept liền, accept nè. Tính chạy đi đâu hả? Trời ơi, thanh niên delay rồi các bạn ơi. Chạy nhanh vãi chưởng à. Ui, hấp dẫn chưa? Chắc mình sẽ đi đấu một vài em Pokemon khác cho các bạn coi lại cái hình dạng của Kyogre nguyên thủy nhé các bạn ơi. Wow, cái này thì khi mà các bạn đeo đá cho tụi nó rồi thì cứ cho tụi nó vào trận thì nó sẽ đổi qua được cái dạng nguyên thủy thôi nha các bạn ơi. Nhìn rất là hấp dẫn luôn nha. Để mình kiếm thêm một em nào nữa đi. Ây da, cái em Raticate này sao nó sung quá vậy? Trời ơi, tôi định qua đấu với cái con Fervrow các bạn à. Rồi, nhưng mà chắc bây giờ nó đi mất tiêu rồi quá. Ngẫm cứu tỏi luôn rồi. Ui, hấp dẫn nha. Và đây, mình sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng lại em Tapu-Bulu và mình vừa bắt trong tập ngày hôm nay nha. Nhìn rất là đẹp luôn. Wow, Shiny nó sẽ là màu đen và màu vàng các bạn à. Ui, cái này thì nhìn manly hơn hẳn luôn đó. Ôi, em này có các chiêu như là Mega Horn, Scary Face, Minlock cũng như là Horn Attack các bạn ơi. Wow, và con này thì kích thước Giant, không cộng không trừ một cái chỉ số nào cả. Rất là đã luôn các bạn ơi. Wow, còn gì xịn so hơn nữa. Ui, và nó to thiệt sự các bạn ơi. Để mình sẽ cho luôn Tabu Coco cũng như là Tabu Lily ra luôn nha các bạn ơi. Bộ ba Tabu thôi. Mình còn thiếu Tabu Fini nữa. Nhưng mà nó khó quá. Wow, nó đẹp thiệt sự luôn đó các bạn ơi. Ui, nhìn nó đã vậy. Hấp dẫn ta. Ở đây thì mình sẽ cho các bạn coi luôn hình dạng của Groudon Primal, hay còn gọi là Groudon Nguyên Thủy đó các bạn ơi. Hình dạng Omega Groudon. lửa chảy khắp cơ thể luôn, quá đã. Tiếp theo đó chính là cái hình dạng Kyogre Primal nha các bạn ơi. Đó, hấp dẫn ta. Ui, cái này thì siêu đẹp luôn rồi, nói làm gì nữa. Và cái em cuối cùng đó chính là Rayquaza nha các bạn ơi. Vẫn là hình dạng Mega luôn. Ồ, Mega không cần đá nha các bạn. Rất là hấp dẫn luôn. Ui, đẹp thiệt sự đó các bạn ơi. Chúng ta đã đủ được bộ ba thời tiết rồi nè. Bộ ba thời tiết cổ đại luôn đó. Rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay đừng quên vào lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.